Bí mật kinh doanh thành công và kiếm rất nhiều tiền và những người ở ngoài kia đang kinh doanh không muốn bạn biết. Ví dụ ở đây Duy có 3 khách hàng. Khách hàng A là khách hàng mua hàng một lần duy nhất trong cuộc đời. Khách hàng B là khách hàng mua hàng một năm. Khách hàng C là khách hàng mua hàng một đời. Thì nếu mà chúng ta tập trung vào khách hàng A, thì những khách hàng này chỉ mua hàng của chúng ta một lần và luôn luôn chúng ta phải hàng ngày phải đi tìm những khách hàng mới. Đối với những khách hàng B là cũng khách hàng là cũng tuyệt vời rồi, nhưng mà chưa tuyệt vời hẳn nhé. Khách hàng này sẽ mua hàng chúng ta 1 năm hoặc là 2 năm gì đó. Nhưng điều bí mật ở đây là khách hàng C là người khách hàng sẽ mua hàng của chúng ta một đời người luôn. Thì tại vì sao Duy làm được điều như thế này? Đây, khi một khách hàng đến với bên Duy, đầu tiên khách hàng đó sẽ là khách hàng A. Và khách hàng đó sẽ là người ăn sản phẩm bánh mì của bên Duy. Thì Duy sẽ gợi ý cho khách hàng đó là có muốn kinh doanh khởi nghiệp cùng Duy với mô hình bánh mì này không? Khi mà khách hàng muốn có nhu cầu khởi nghiệp thì Duy sẽ bán cho khách hàng đó là những cái công cụ để khởi nghiệp và những cái hướng dẫn kinh doanh về khởi nghiệp và những khóa học đào tạo về khởi nghiệp kinh doanh bánh mì. Thì khách hàng đó mua một lần đầu tiên thì sẽ biến luôn thành khách hàng C là khách hàng mua một đời luôn. Vì sao? Tất cả những nguyên vật liệu bánh mì, thịt, nước sốt và những dây gói thì bên Duy sẽ cung cấp cho người đó bán đến cuối cuộc đời. Đến khi nào người đó không kinh doanh nữa thì thôi. Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội kinh doanh mới mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn, hãy xem video này để biết cách làm nhé. Bạn đang mong muốn khởi nghiệp kinh doanh bánh mì mà không biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo lắng, Sunrise Kebab đã có giải pháp dành cho bạn. Thứ nhất là bên Sunrise Kebab đã có sản phẩm được chứng minh là phù hợp với đối tượng khách hàng ngoài thị trường. Và hiện tại bên Sunrise Kebab đã có gần 500 điểm bán và đã bán ra hàng ngàn ổ bánh mì mỗi ngày. Thì điều này đã chứng minh là sản phẩm của bên Sunrise Kebab đã được tin và đã được khách hàng đón nhận nên đã có những điểm bán thành công. Cái thứ hai, nếu bạn muốn khởi nghiệp mà không biết cách tìm vị trí mặt bằng, bên Sunrise đã giúp hơn cho 500 anh chị đại lý sở hữu cho mình được những cái vị trí mặt bằng phù hợp nhá, mặt bằng phù hợp để bán được bánh mì thành công. Nhiều anh em hỏi là mặt bằng đẹp đúng không? Mặt bằng ở đây là mặt bằng phù hợp. Phù hợp ở đây là sao? Phù hợp với giá tiền, phù hợp với đối tượng khách hàng. Và anh em kiếm mặt bằng mà còn phải có lợi nhuận nên Duy gọi là vị trí mặt bằng phù hợp. Thì anh em mong muốn khởi nghiệp thì Duy sẽ đào tạo cho tất cả những anh em cách mà làm sao lựa chọn được một cái vị trí mặt bằng phù hợp để chúng ta bán được nhiều sản phẩm nhất, bán được nhiều bánh mì nhất. Và điều thứ ba ở đây, bên Sunrise Kebab sẽ hướng dẫn cho anh chị tất cả những khu vực trên đất nước Việt Nam này cái giá bán là sao hợp lý với đối tượng người dân ở khu vực đó mà chúng ta còn có lợi nhuận nhé. Chứ chúng ta bán giá thấp thì sẽ đông khách, nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ không có lợi nhuận. Và Sunrise Kebab sẽ có kinh nghiệm 8 năm rồi, sẽ làm cho anh chị là bán kinh doanh là sao vừa có lợi nhuận mà vừa có khách hàng. Cái thứ tư ở đây, tại vì sao anh chị lại lên kinh doanh cùng Sunrise Kebab? Anh chị sẽ được công ty marketing cho từ video marketing đến điểm bán của mình, địa chỉ cửa hàng của mình. Công ty sẽ có đội ngũ nhân viên xuống quay marketing cửa hàng của mình, về video marketing, về hình ảnh băng rôn bảng hiệu, tất cả mọi thứ bên công ty sẽ thiết kế hoàn toàn miễn phí một cách chuyên nghiệp nhất. Và đôi khi anh chị phải bỏ hàng trăm triệu ra mới sở hữu được cái marketing từ offline đến online. Về bán hàng, ở bên Duy sẽ cho anh chị được đào tạo bán hàng, học bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, cầm tay chỉ việc luôn. Và từ cách làm cái bánh như thế nào, cách mà đưa cái bánh giao cho khách hàng và đến thu tiền như thế nào, cách cúi đầu chào như thế nào, thì bên Sunrise sẽ đào tạo cho anh chị và đào tạo ít nhất 3 ngày tại điểm bán. Rồi tiếp theo là tại vì sao nữa là anh chị nên hợp tác với thương hiệu bánh mì Sunrise Kebab. Thương hiệu bánh mì Sunrise Kebab đã có 8 năm kinh nghiệm kinh doanh ở trên thị trường và đã có 500 anh chị đại lý kinh doanh thành công. Và thương hiệu Sunrise đã phủ khắp từ Bắc Trung Nam, từ Hà Nội cho đến Đà Nẵng cho đến thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt mạnh nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Và qua cái video này thì Duy có một lời kêu gọi cao hơn nữa, những anh chị ở dưới tỉnh mà đang mong muốn làm đại lý hoặc là có thể sở hữu nguyên một cái tỉnh thì hãy bình luận ngay ở dưới với video này. Bên Duy sẽ có đội ngũ tư vấn gọi điện trực tiếp cho anh chị để anh chị biết được cách các khoản đầu tư như thế nào. Qua đây Duy mời tất cả những anh chị đang mong muốn khởi nghiệp với mô hình bánh mì Sunrise Kebab thì hãy bình luận ở dưới video này. Bên Duy sẽ có đội tư vấn và hướng dẫn cho anh chị chi tiết. Và tất cả những cái mà Duy đang hướng dẫn ở trên này về sản phẩm, về vị trí, về giá bán, về cách marketing, về bán hàng,
toàn bộ những cái này Duy sẽ cho anh chị được học hoàn toàn miễn phí trước khi ra khởi nghiệp kinh doanh. Và anh chị không cần phải đóng bất kỳ một đồng tiền nào nhá. Không phải đóng bất kỳ một đồng tiền nào để học về cách bán hàng, cách marketing, cách mà làm ra cái sản phẩm bánh mì hoàn toàn miễn phí. Anh hãy bình luận ngay ở phía dưới.